Thông tin nhanh spoiler One Piece, chapter 1021, Robin hạ Black Maria, Momonosuke trở thành người lớn và đưa Luffy lên đảo. Xin chào tất cả anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Tom Manga. Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay mình đã có trong tay bản spoiler mới nhất của chapter 1021. Đây cũng là một số thông tin ngắn bị dò dỉ. Video phân tích sẽ được bọn mình thực hiện khi có bản spoil chi tiết nha anh em. Còn bây giờ, anh em hãy cùng bọn mình đến với video nhanh về chapter 1021. 1. Robin với Black Maria Chapter 1021 có tiêu đề là Demonio, tạm dịch là ác quỷ. Ở chapter trước, Robin đã tức giận khi Sanji bị cửa nhạo. Cô đã quyết định một mình đánh với Black Maria và để bọn thuộc hạ của ả à cho group xử lý. Sau màn gạ kèo thì phần lớn chapter mới là show diễn của Robin và màn đối đầu cùng Maria. Trong trận chiến, Robin cùng một đoạn flashback về thời gian cô hoạt động cùng quân cách mạng. Cụ thể là Robin nhớ đến lời của Sabo và Kola, Họ khuyên cô ấy nên học karate nghề cá của Hack để gia tăng sức mạnh. Sau đó, ta được chuyển cảnh đến một đoạn hồi tưởng ở đảo người cá. Robin đã dùng Gigantesco, một chiêu thức trong karate người cá, để ngăn chặn tàu Sunny đâm vào mặt đất. Như vậy Robin chắc chắn đã học karate từ hách. Hiện tại trong băng mũ rơm cũng có một người cá là Jinbei. Ông ấy thậm chí còn mạnh hơn hách rất nhiều. Mình rất nóng lòng thấy Jinbei dạy cho Robin những kỹ năng khác của karate người cá. Tương lai của hiệp sĩ bền cả không chỉ là người lái tàu, mà ông còn là một người thầy, một người chỉ huy cho các thành viên còn non kém của băng mũ rơm quay lại trận đấu với tuyệt chiêu Gigante Flail Kyan Blooming với phong cách thiên thủ quan âm, Robin đã có màn đối chiến ngang cơ với cả cô nàng Tobiropo kia. Maria cũng sử dụng nhiều chiêu thức liên quan đến loài nhện để đáp trả, nhưng đều bị Robin dễ dàng né tránh. Robin sử dụng cho mình chiêu thức mới có tên là Demonial Flail, tạm dịch là hoa quỷ, để phân cơ thể khổng lồ của chiêu Kyan Blooming thành một con quỷ to lớn màu đen. Chưa biết có phải Haki vũ trang toàn thân không, nhưng nếu vậy thì Maria tới công chuyện rồi quý vị. Sau đó Robin dùng các kỹ năng trong karate người cá để tấn công Black Maria. Kết quả trận chiến chưa được tiết lộ nên chúng ta phải chờ mươi 2021 ra lò thôi anh em ạ. 2. Momonosuke trở thành người lớn Ở cuối chat, ta thấy Luffy đang ăn thịt để hồi sức. Theo chapter trước, thì trên tàu ngầm của bang Hurt đã bị lù ăn sạch. Như vậy chỗ thịt này chắc chắn được một kẻ khác đem đến và mình tin đó là Caribou vì hắn không muốn bị nhốt mãi ở Wano Quốc để làm thuộc hạ của bang Bách Thú nên cách tốt nhất là giúp đỡ phe liên minh. Trong hai 1020, ta cũng thấy tên này xuất hiện với kỹ năng lấy trap của mình. Oda sẽ không để một nhân vật xuất hiện mà không có vai trò gì. Momonosuke và Shinobu cũng ở bên cạnh Luffy sau khi chứng kiến Kinemon bị Kaido xiên que. Nhóc Momo rất thất vọng vào bản thân nhưng với Haki nhân vật chính, lù thi triển thông não chi thuật khiến Momo lấy lại ý chí. Cậu nhóc quyết tâm quay lại đảo Oni và chiến đấu như một Shokan thực thụ, xứng đáng là con trai của huyền thoại Kozuki Oden. Momo đã nhờ Shinobu sử dụng nhãn thuật Zuku no Jutsu, để biến cậu thành người lớn. Khác với cách cư xử cung kính của một bề tôi như thường ngày, nữ ninja thẳng thừng từ chối Momo một cách dứt khoát, không. Và chapter 2021 kết thúc tại đây. Nói một tí về nhẫn thuật này của Shinobu, đây chắc chắn là nhẫn thuật nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Trong One Piece, các tác nhân đem lại sự hồi phục và gia tăng sức mạnh nhanh chóng đều mang lại hậu quả vô cùng nặng nề cho người sử dụng. Điển hình là hormone của Ivankov hay mới đây là thứ thuốc Zoro sử dụng. Virus băng quỷ cũng là một thứ có tác dụng tương tự khi nó giúp cụ Hio có được sức mạnh thời trẻ. Nhưng mà chung quy lại, những thứ này đều gây ra sự đau đớn gấp nhiều lần, thậm chí là cái chết cho người sử dụng. Khả năng cao nhẫn thuật kia cũng chỉ là một năng lực có tác dụng tạm thời, dâm long sẽ gục ngã khi hết hiệu lực. Nhưng đây là chiến tranh, tất cả đều phải giúp hết sức chiến đấu. Sự quyết tâm của Momonosuke cũng đang sôi sục. Sớm muộn cậu ấy cũng được Shunobu giúp biến thành người lớn. Mình cũng rất mong chờ được thấy sức mạnh của dòng máu Oden và hình dạng rồng của trái doan lỗi kia sẽ như thế nào khi Momo ở độ tuổi thật của mình. Đảo quỷ cũng sắp đến địa phận kinh thành, Biết đầu với sức mạnh trả quỷ trong cơ thể trưởng thành của chính nhóc Momo sẽ dùng mây lửa nâng cả đảo Oni để bảo vệ kinh thành Wano khỏi bị phá hủy. Ba Tuần sau không có chapter mới Cuối cùng là thông tin tuần sau tạp chí Shonen Jump sẽ nghỉ lễ, vì vậy chúng ta phải đợi 2 tuần để được đọc chapter mới. Đây đúng là một tin đáng buồn, nhưng mà không sao anh em ạ, 2 tuần thì cũng chỉ là 14 ngày thôi anh em. Anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye!